Rồi, hôm nay em Dư lại tiếp tục giới thiệu đến cả nhà mình 6 mẫu đồng hồ ha. Có một cái chiếc thiên về nghệ thuật khá là hay nè. Một con Pogo, hai máy, màu đẹp lắm nha. Con này màu đẹp lắm. Bữa nay em về lại con Silen siêu dạ quang. Cái con này nó thiết kế kiểu giống như là thiên về những cái người mà làm bên cái lĩnh vực nghệ thuật. Đây. Cái dial của nó bên trong là hình một cái đầu lâu, khá là đẹp. Và anh em để ý nè, cái cọc số đó nè, ở cái góc B69 và 12 nó đính một cái viên ruby màu hồng, rất là đẹp. Còn những cái cọc số còn lại nó sẽ có những cái cọc thép nè, nó đính lên cái cọc vạch, nhìn rất là hay ho. Một cái thiết kế có thể nói là nó rất là thu hút nha, nhìn nó hay lắm, khá là đặc biệt. Và con này riêng một cái sợi dây của nó thôi à, anh em đã thấy nếu mà những cái sợi dây này mà mình đi làm ở ngoài á, mà cái bảng dây to và bự như thế này á, ngoài 500-700 ngàn là chuyện bình thường luôn á, khó này. Cái này để em đòi rồi cái khó của chiếc này rồi. Cái khó thôi mà đã 45.7 à. Có cái đồng hồ này mà xài khó 45 giống như danh địch không? Đẹp không? Con này là mới 99% luôn nha anh em ơi, chưa qua sử dụng đâu. Da băng movement toàn bộ là thép đúc không gỉ nè, độ kháng nước là 3 ATM, nhưng mà nó thiết kế là đáy vặn. Ở đây á, thì cái bản dây này á, anh em rồi chắc mình phải làm bên gọi là nghệ sĩ, hoặc là mình làm việc sân khấu rồi này kia thì mình mới đeo những cái bản dây như vậy đó. Cho nên là em có tặng cho mấy anh một cái sợi dây thông dụng hơn, để cho các anh có thể dễ dàng xài những cái mẫu đồng hồ này. Gắn lên. Lát nữa em sẽ kiếm cho mấy anh một cái đầu khó thép đó. Em sẽ gắn vào sẵn trong đây luôn. Nếu mà mấy anh còn em mà gắn sẵn cái dây này á thì nói em nha, em sẽ gắn sẵn luôn, mình về là mình chỉ có xài thôi. Và cái mẫu này nếu như mà mình gắn cái sợi dây đen này vào á, nó sẽ trở thành một cái chiếc đồng hồ bình thường, rất là đẹp, với một cái mẫu độc lạ. Mặt của nó là vẽ cái hình đầu lâu và đính các cái viên ruby này, rất là đáng tiền luôn. Ví dụ nha, đen có thể mua tặng cũng được, bởi vì con này là mới nguyên hộp như vậy. Cái hộp của nó cũng là cái hình đầu lâu nè. Đây là gì? Kêu là gì? Chết chóc à? Tình yêu và slowly là gì? Gọi là giết người một cách chậm rãi. Gọi là hưởng thụ cái chết một cách chậm rãi. Ý nghĩa của cái slogan của cái hãng này là như vậy. Nghe có vẻ ghê gớm à. Gối có khắc tên thương hiệu hãng luôn. Đây là cái gì đây ta? Này chắc là kiểu thẻ bảo hành, sổ hướng dẫn, tiếng Nhật không à nha. Con này có vẻ như size hơi to đó anh em. Size con này sẽ là 44.8, anh cho là 45 đi. Và chiều dọc của nó sẽ là cỡ 55. Như vậy con này sẽ phù hợp cho mấy anh tay ít nhất phải là 16.5, 16.8 nha. Hoặc là tay 17 thì mang chắc chắn là bao đẹp rồi. Mẫu này với cái dây này thì mang thì hơi bị ngầu. Nhưng mà anh em yên tâm, em có tặng kèm một cái sợi dây cá sấu như vậy rồi. Mình về mình đeo thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với cái sợi dây zin của hãng. Rồi mã 59, 1.380.000, mới 99% full box và tặng kèm một sợi dây cá sấu. Mã 60 là một chiếc đồng hồ Kogu mặt chữ nhật. Con này phối màu rất là đẹp nha. Đây anh em nhìn kỹ nè. Nó sẽ là một cái hình ở trong nó có những cái sắc đỏ nè. Rồi cái đây là trắng đen, rồi đây là đen, rồi cái mặt trắng của nó sẽ có những cái đường caro nè, trái tia nè,
Nó rất là hay. Cái mẫu này nó hai bộ đồng hồ hai máy à, nhưng mà cái máy ở dưới này nó bị hư rồi anh em à. À, em đi thay pin rồi nhưng mà nó không có chạy. Thì coi như là mình bán một cái máy ở trên đây nha. À, con này là mới luôn nè. Không? Nguyên zin hết toàn bộ luôn, dây khóa còn nguyên tát. Đây đáy của nó nè, không? Còn rất là mới luôn. Nhìn rất là đẹp nha. Cái nút đây á là để chỉnh giờ cái bộ đồng hồ đây nè. Nhưng mà do nó bị hư á cho nên là chỉnh không có được. À, rất là độc lạ nha. À, mình ấn cái về vào, mình ấn cái này vào á, là tự động kim phút nó sẽ quay. À, nhưng mà giờ máy nó hư mất tiêu rồi. À, bó tay. À, cực kỳ là đẹp luôn á. Giá này là coi như giá của một cái bộ máy ở trên nha nè. Con này sang ngang của nó sẽ là 33 và chiều dọc của em nó tính luôn cả hai càng nó sẽ là cỡ 55. À, như vậy là con này anh em lưu ý cái size chiều dọc nha. Má anh em tay phải to to là mới mang được á. Ây da, đang bị bệnh nè, sorry anh em. Đây dây khó nguyên zin nữa nè. Bộ máy ở trên này thì mình sẽ rút núm ra rồi mình chỉnh giờ bình thường thôi, không có cái trở ngại gì hết. À, tiếp theo là một con Bao Smith. À, đây là một cái thương hiệu của Anh và được lắp ráp nội địa Gia Băng. À, chiếc này form chắc không? Con này sử dụng một cái bộ máy rất là xịn nha. À, em sẽ đo vẻ quang cho mấy anh trước. Ồ, con này là dạ quang xanh dương và gần như là dạ quang hết các cái bộ cọc số và bộ kim này, nhìn nó rất là đẹp. À, tại sao em nói con này bộ máy rất là xịn? À, mình lưu ý nè, mình sẽ có một cây kim dài ở đây. À, và cái cây kim nhỏ này nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. Nhưng mà sau khi mà bấm chronograph á, thì bắt đầu cái cây kim dây này nó sẽ trở thành cây kim dây của bộ thể thao. Còn cái kim dài này nó sẽ là cây kim 1/100 của bộ thể thao. Còn cái cây kim trên này sẽ là cây kim dây trôi của bộ thể thao. Đó, cực kinh khủng nha. Cái bộ máy này hồi trước em có một cái thương hiệu khác nhưng mà cũng sử dụng cái bộ máy này, thì nó ghi là Super Chrono. À, có nghĩa là đây là bộ máy là gọi là siêu thể thao. Đó. Ở cây kim dài là kim 1/100, đây là kim dây trôi và bên đây sẽ là cây kim dây của bộ thể thao luôn. À, quá gì đó, dừng nè, reset nè. À, sau khi reset xong á, thì cây kim này nó sẽ trở thành cây kim dây của bộ là mũi chính. À, độc lạ đó. À, như vậy là con này reset kim nó cũng dễ thôi. À, vậy là đẹp rồi ha. À, đẹp không? Về cơ bản cái mẫu này nó thiết kế cũng rất là đẹp nè, các cái cọc số này, rồi những cái đường chạy tia này, nó chạy tia ngay trên cái viền như đây nè, thành ra nhìn nó có một cái nét gì đó rất là thu hút, nó cực kỳ là đẹp và nó phù hợp cho những người mà gọi là có cái độ tuổi đứng tuổi đó, nó mang những cái chiếc đồng hồ này nó rất là phù hợp. Có lịch ngày luôn nha. Dần nè. Con này thì dây khóa nguyên zin toàn bộ. Đây. Bao Smith này. Cái hãng này là sử dụng máy của nhà CTG nha anh em. Cho nên là mình cứ yên tâm về chất lượng đó. Con này kiểu là dành cho mấy anh Tây vừa vừa mang ok đó. Đẹp nha. À, chiếc này size 39 nè, chiều dọc của em nó sẽ là 40 48 nè. À, rất là dễ đeo, à, gần như là mấy anh mà tay cỡ chừng 15 năm trở lên là đã có thể mang đeo rồi. À, tay em là 15 nè. Ok chưa? 790k thôi nha.
Tiếp theo là một con Silen. Lâu lắm rồi mới lại về một con Silen như vậy. Hãng này thì là siêu dạ quen rồi. Con này là hộp zin của nó luôn nha. Ở đây nó có cái phiếu mua hàng nè. Mã của nó là Silen 32 nè. Được mua vào ngày 27 tháng 12 2009, tính ra là được cỡ 14 năm. Đây mã của nó nha, Silen 32 nè. Chính chủ luôn rồi đó. Dòng này thì lên tay khá chắc. Ủa bị gì đây ta? Cái tay nó dính dính. Hai test dạ quan trước đi. Ồ vậy à? Mới có vài giây thôi là coi như là sáng rực rồi. Đặc biệt cái chiếc này nè, nó có một cái sợi dây sợi cua. Và đây cũng là sợi dây xin hãng luôn nha. Em hay gọi cái sợi dây này gọi là dây thổ dân. Bởi vì cái phong cách của nó là nó khá là mạnh mẽ, nam tính. Nó giống như những cái sợi dây của cái thương hiệu Fossil hoặc là Diesel á. Đấy, kiểu cái bảng dây này nè. Mới luôn nha. Rồi ở đây nó khắc cái tên nè. Silen nè. Đây. Ok chưa? Ở trong đây nè có tên nè. Có zin nè. Khá là chất lượng. Gắn vừa nha. Hôm nay em hơi mệt cho nên là chắc em sẽ nói ít thôi. Coi như là mua một được hai sợi dây. Và cái dòng này thì dây zin của nó là mặt sau nó hơi cũ như vậy, nhưng mà mặt trước thì nhìn vẫn còn đẹp và vẫn còn mang được. Ba kim một lịch, siêu dạ quang, kính cong, có cái nụ to chà bé, cái nụ đặc trưng của nhà Silen rồi. Và con này mặt của nó là như là mặt xanh nha anh em, chứ không phải mặt đen đâu. Thôi để anh coi đi coi. Như vậy là nó là mặt đen rồi anh em à. Cái màu xanh với màu đen á mà nó làm lớ lớ hơi khó khó nhận gì. Con này size của nó là 35 và chiều dọc của em nó sẽ là 52.5 nha. Rồi chiếc này 1.880k. Gồm hai bộ dây và một cái hộp zin của nó. Gối nè. Rồi hai chiếc cuối cùng sẽ là một con Fossil. Đây là một cái thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng của Mỹ rồi. Chiếc này cũng cái kiểu hàng trưng bày. Chính vì vậy mà độ mới của nó là gọi là 98% nha. Dây thì nó có những cái vết cong, đó là bởi vì là nó ôm cái gối nè. Lâu ngày thế là nó hơi cong cong. Nhưng mà thực ra con này rất là mới, gần như là chưa có dấu hiệu sử dụng luôn anh em. Đây nè. Mình có thể nhìn những cái chi tiết này để mình có thể đánh giá được là nó đã xài hay chưa. Không, gần như là không có dấu sỏ dây nè. Mặt sau thì rất là mới rồi. Bản này sẽ là bản mặt xanh, có chải tia, ba cốt, 6 kim một lịch. Cái kim chạy nè. Như vậy cây kim già này nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính nha anh em. Còn ở dưới đây nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao thôi. Nhảy lịch. Nhảy lịch là mừng à. Rồi ok. Con này nó thiết kế cái lịch của nó, cái ô cửa nó là kiểu cửa xiên nè. Cũng khá to đó. Em thấy cái lịch của nó to hơn những cái dòng bình thường đó anh em. Nói chung mẫu này khá là đẹp nè. Mặt xanh nè. Bộ kim này chắc chắn có dạ quen rồi. Rồi, đẹp luôn. Mẫu này
thời điểm này. Anh em nào thích chơi mấy cái dòng vo siêu á cũng biết giá của nó rồi. À, chiếc này em dư bán là 1.250.000 nha. Size của nó sẽ là 43, chiều dọc của em nó sẽ là 51.5. Đó, mới gần như là 98%, còn đầy đủ hộp luôn nè, rất là mới và đẹp luôn, hàng kiểu hàng trưng bày đó anh em. Rồi cuối cùng em sẽ lên cho cả nhà mình chiếc Armani. À, con này thì rất là chất. Đây mình nhìn cái bộ dây nè, khó nè. À, chỉ những cái thằng hãng á, mà những cái dòng